Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ. Cuộc cách mạng sản xuất mới này được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Và nông nghiệp cũng không nằm ngoài cuộc cách mạng này. Để xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, nông nghiệp Việt Nam cần phải thoát khỏi quy mô sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, dẫn đến việc năng suất chưa cao, chất lượng chưa đồng đều. Để cải thiện tình hình đó, mới đây công ty cổ phần Đại Thành phối hợp với công ty cổ phần Bani Global giới thiệu một loại máy bay không người lái. Đây là phương tiện hỗ trợ người nông dân phun thuốc trừ sâu hiệu quả và tiết kiệm trong trồng cây nông nghiệp cũng như công nghiệp. Thực tế là hiện nay trên thế giới người ta có rất nhiều các cái công nghệ mới để áp dụng trong cái nông nghiệp, ví dụ như là các cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc về nông sản. Cái thứ hai là áp dụng để làm sao cho cái chi phí sản xuất nó giảm xuống. Nếu muốn cạnh tranh, muốn giá thành giảm và muốn cái chất lượng nông sản nó tăng lên thì bắt buộc phải áp dụng, và cái xu thế này là bắt buộc trong cái thời gian tới. Với lực gió mạnh, luân chuyển liên tục được tạo ra từ cánh quạt, cộng với sự linh động khi sử dụng máy bay trong việc phun thuốc trừ sâu sẽ tạo hiệu quả rõ rệt so với thông thường. 1. Giảm 50% nhân lực phun thuốc. 2. Tăng hiệu suất làm việc gấp 50 lần do độ rộng vùng phun phủ từ 4 đến 7 mét. 3. Tiết kiệm 90% nước và 30% thuốc bảo vệ thực vật. 4. Hiệu quả phun thuốc hoàn hảo, luồng không khí đẩy xuống mạnh cho phép những giọt thuốc bảo vệ thực vật xâm nhập và phủ lớp dưới của thực vật. 5. Không phá hủy đất, bảo vệ môi trường. Máy bay không người lái của công ty hoàn toàn không có phi công lái. UAV được điều khiển từ xa bằng trình điều khiển riêng biệt hoặc có thể kết nối vào điện thoại, máy tính bảng để điều khiển qua sóng Wi-Fi. Chế độ hoạt động bao gồm cả bằng tay và tự động cân bằng, ổn định, sử dụng công nghệ GPS, tự động điều hướng tránh vật cản bằng công nghệ 3D gián tiếp. Với tính năng đó, máy bay không người lái cho ta những ưu điểm sau. 1. Tránh xa các tác hại của thuốc bảo vệ thực vật. 2. Kiểu cách đơn giản, dễ học và vận hành điều khiển lái và dễ bảo trì. 3. Chất lượng an toàn và tin cậy, phù hợp cho mọi kiểu thời tiết và môi trường tự nhiên. Một cái máy bay không người lái nó đáp ứng cái diện tích phun thuốc trừ sâu rất là lớn. Ví dụ một giờ nó được cả 20 hecta, trong khi đấy là nếu như bằng tay thì bằng phương pháp truyền thống thì chỉ rất là thấp, và đặc biệt là giảm cho người nông dân về cái công việc lợn nhọc, tức là phải đeo bình phun như bình thường như hiện nay đang làm, và dẫn đến cái việc là ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nhiều loại máy bay để lựa chọn theo dung tích bình chứa thuốc bảo vệ thực vật từ 10 lít tới 25 lít, thời gian bay từ 10 phút cho tới 35 phút liên tục, hiệu suất từ 700 tới 1.300 mét vuông một phút. Khi sử dụng máy bay không người lái, người dân có thể sử dụng trên mọi loại địa hình, cánh đồng, cây cao một cách dễ dàng, nâng cao hiệu quả so với cách phun thuốc thông thường lên tới 90%. Hiện nay cái ứng dụng về cái máy bay không người lái thì các cái nước phát triển như Mỹ áp dụng rất là nhiều, và cạnh chúng ta nhất là Trung Quốc, thì hiện nay chính phủ Trung Quốc cũng như người dân Trung Quốc là áp dụng nó thành một cái chương trình rất là lớn. Việc sử dụng ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao chính là một trong những xu hướng tất yếu giúp nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản. Nông nghiệp công nghệ cao được xem là nền nông nghiệp áp dụng những công nghệ mới và sản xuất. Để nông sản đủ sức cạnh tranh và vươn rộng ra thị trường thế giới, thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành là một yếu tố vô cùng quan trọng. Là người dân thông minh, cần phải áp dụng ngay những tiến bộ khoa học vào chăm sóc cây trồng, và máy bay không người lái chính là một trong những lựa chọn hiệu quả đó.